nhận cảm xúc của mình trong ngày hiến dâng nhà giáo 20 tháng 11 đầy trang trọng. Tháng 11 là ngày mang theo cơn gió mùa thu, nhìn những bông hoa trên cánh hoa mang tiếng, mang theo ánh nắng dịu dàng, trơn trẻo. Cũng là lúc học sinh chúng em có dịp hướng lòng về mình về những người thầy, người cô, cũng như các cô chú cán bộ nhân viên trong nhà trường, những người luôn tận tâm chăm sóc và dạy dỗ chúng em. Thật vậy, có một ngày tuổi phấn bán đầy tay, có một ngày cao quý nhất trong các ngày cao quý, ấy là ngày làm béo. Chẳng biết ai đã yêu quý gọi những người thầy giáo, cô giáo là những người chờ đò thầm lặng mà sao ca đẹp quá, để cả một đời người lái đò những chuyến đò sang sông cập đến bờ, tri thức và nhiều kiếp của một tấm lòng. Lạnh xuôi năm tháng em trôi, con đò để chuyện một thời năm xưa, rành đường chờ chóng đón đưa, mình cho buổi sáng buổi trưa rơi nhiều. Thầy cô vẫn thế, ngày này đón đưa từng chuyến đò qua sông, không quản nắng mưa, sương gió, mà đâu nay má đất đã ngã nhiều phôi ta vì buổi sáng. Đâu nay tháng năm đã hàng sâu trên khuôn mặt, khóe mắt thầy cô với mỗi thế hệ học trò, có lẽ mái trường chính là nơi ghi dấu một thời tuổi trẻ sôi nổi, bồng bột đầy hăng hở với bao yêu thương khát vọng. Nó ôm ấp biết bao nhiêu kỷ niệm về tình thầy, tình bạn. Nó chắp cánh cho những ước mơ của chúng ta bay đến chân trời rễ vệ. Mỗi con người khi đã lớn lên, có lẽ đều để lại những dấu ấn riêng cho mình về khoảng thời gian đẹp nhất trong đời ấy. Tuổi học trò với những mộng mơ, những lo âu bất chợt, những ý tưởng chợt đến rồi chợt đi, tất cả đều được vun đắp và lớn lên dưới mái trường, nơi ta luôn có bạn bè và thầy cô bên cạnh sẻ chia những buồn vui cùng ta. Mấy ai là kỹ không thầy, thế gian thường nói không thầy sao nên. Thầy cô kỹ với hai tiếng thôi mà sao chúng em cảm thấy cao quý và thiêng liêng đến vậy. Cô hiểu rằng tình yêu nghề, yêu chị thơ đã lắm sâu vào trong mỗi con người, để đến khi trở thành những người thầy giáo, cô giáo, sự nhiệt huyết, tận tình trong mỗi con người đã dâng trào lên. Thầy cô chính là những người dẫn đường, để lối cho chúng em trên con đường đời của riêng mình, người vun đắp cho những ước mơ của chúng em và một tương lai sáng hơn. Tình yêu thương mà mỗi thầy cô dành cho những đứa học trò yêu quý của mình cũng giống tình cảm cha mẹ dành cho chúng em vậy. Chẳng vậy mà người ta vẫn thường hay nói rằng thầy cô là những người cha, người mẹ thứ hai của chúng em. Thầy cô an ủi và là nguồn động viên vô cùng to lớn đối với chúng em. Mỗi lần chúng em thất bại, bất ngã hay là niềm hạnh phúc, thậm chí có thể là tình tiểu nhận môn đó một tuần cũng khó, thầy cô luôn là người phải chịu đựng, giao trò tai qua mà những đứa học trò gây ra. Thay thường là những vị cứu tinh cũng như đứa học sinh bị bắt nạt, có thể nói thầy cô như là những thần tượng của học trò hay là người cha, người mẹ thứ hai vậy. Chính thầy cô là người mở tôn cánh cửa cho chúng ta tiếp cận những khôn của con người, để thấy mình còn rất nhỏ bé. Không quản dòng ngành, thầy cô đã ngôi ngữ phá sáng cho từng lớp học trò, tạo dựng cho chúng con một tương lai tươi sáng qua con đường học vấn, chữ nghĩa. Và thế giới ngày mai có hy vọng rực rỡ bởi lớp thanh niên trẻ, thì đó cũng chính là con của những người thầy, người cô đã hy sinh vì học trò. Chúng em đang lớn dần lên và cũng được học rất nhiều thầy cô giáo. Mỗi người thầy, người cô là người chăm sóc vườn hoa, để mỗi bông hoa sẽ tươi tốt và trở thành một con người có ích cho xã hội. Mỗi thầy cô dạy dỗ chúng em dù tính cách khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một tình yêu nghề, yêu học trò, cả sự nhiệt huyết cho mỗi con người. Thầy cô kính mến, ngày 20 tháng 11 đang đến gần và không biết làm gì để đáp lại công ơn to lớn ấy, nhưng chúng em cũng xin kính dâng lên các thầy các cô những lời thân kính và tri ân nhất, xuất phát từ sâu trong mỗi trái tim của chúng em. Chúng em xin hứa sẽ học tập thật tốt, sẽ gặt hái được nhiều thành công cho cuộc sống, để xứng đáng với những điều kiện và mong mỏi của thầy cô. Dù sau này trên con đường của chúng em dẫu có phong ba bão táp, chúng em sẽ luôn vững tin bước qua, và chúng em biết ở một nơi nào đó thầy cô vẫn đang mỉm cười lạnh dõi theo chúng em. Cơn gió vô tình của họ sáng nay, con bỗng thấy tóc thầy và trắng, cứ tự nhủ rằng đó là tuổi phấn mà sao lòng sao xuyến mãi không nguôi. 3 năm rồi, đã 3 năm rồi hỡi thầy ơi, lớp học trò ra đi còn thầy ở lại, mái dù đó là những duyên không tránh, và thầy là người đưa đò tặng mãn cho chúng em định hướng
xin khen mạng cho toàn thể các bạn học sinh toàn trường. Tôi chúc các thầy cô giáo, quý ban giám khảo và các chú cán bộ nhân viên luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và vững tay trèo trên sông nên mang của sự nghiệp trăm người đài cao cả. Nhà giáo dục nổi tiếng người Pháp Thông Man Kinh đã từng nói, dưới ánh nắng mặt trời không có ngày nào cao quý hơn ngày dạy học. Vâng, thầy cô mãi mãi là những con người cao quý nhất, vĩ đại nhất trong cuộc đời của chúng em. Em xin chân thành cảm ơn các giám khảo đã lắng nghe lời tri ân của chúng em.